cái hai chiếc này hàng zin chưa dọn thì mình chia sẻ cho các anh xem tham khảo ha. Đây là chiếc Kubota L2602 với lại chiếc Shibura SD3000. Chiếc này mình tiếp tục chia sẻ cho cả nhà hai chiếc này nha. Nói chung là kho này là không có dọn cả nhà, giáp lên để đó ha, còn nguyên zin luôn. Bản chất của em nó thì về sau là để vậy nha. Bạn nào có thích thì alo xuống phần mô tả thì có số điện thoại em cả nhà. Đó, cái cầu em trước thì nó là một cầu, nhưng mà cái cầu nó còn thấy rất sáng nha. Nó sơn còn thấy rất đẹp cả nhà. Em này thì bốn máy nha. Có lưới che rồi, đầy đủ hết cả nhà. Tại vì bên kia mình mở ra mình quay cho cả nhà xem cái máy cả nhà. Đó, cái vỏ trước em nó thì có vỏ trước thì nó cũng có hơi răng ha, 5.00-15 luôn. Nó mâm em nó là mâm zin hết này cả nhà. À, cái vỏ sau thì gai rất cao nha. Còn rất mới luôn. 12.4-24 nha. Đó, mâm nó mâm zin luôn. Cái này thì nước ngoài, khi nước ngoài nhập về người ta đánh dấu số cả nhà, để không có lộn cái xe, tại vì nhập về thì rất nhiều xe trong một cái container nha. Rồi, em lên cho cái nhà xem máy trên em nó cả nhà. Thì chiếc này thì chùi giữa da dày đó cả nhà, không có dặm sơn giáo, còn để nguyên zin em nó luôn. Cái bọc trên em nó nè, cái nắp che capo em nó nè. Nói chung nó đầm rầm có ha, hiện tượng sét chưa có. Thì những chiếc này thì mình về mình là chỉnh cái hàng zin em nó nha. Đó, cái dè sau em nó còn rất đẹp nha. Chiếc này chạy là 1422 giờ cả nhà. Tay lái còn em nó còn rất đẹp nha. Đó, yên em nó thì yên zin hết rồi. Này thì chỉ có râm râm sơn xét râm râm nữa cả nhà, tại hàng bãi về mà. Cái này là sơn dặm lại là mới ton ha, về kho là xe này là khỏi chê rồi. Tại này là bên xe bãi nữa nha, không dọn không gì hết, để nguyên xi vậy. Đó, cái đùi sau em nó nè, về bãi đánh bát sơn dặm lại là như mới cả nhà. Thì cả nhà cứ phân biệt là xe bãi với xe kho khác nhau nha. Mình nói là xe kho với xe bãi hai cái là khác nhau. Xe kho là gì nha, về là vừa chùi giữa thì sơn dặm này kia lại hết, còn cái xe bãi là để nguyên zin vậy nha. Công gì sao là để y chang vậy thôi, giáp thành xe rồi lên test máy, nổ máy, kiểm tra thay nhớt hết là không có sơn dặm gì hết, là xe bãi nha. Còn xe kho thì người ta sẽ sơn dặm lại thì cũng kiểm tra là gì như bình thường, nhưng mà sơn dặm lại hết thì đánh bóng lại rất đẹp cả nha. Đó, chiếc kế tiếp thì mình cũng chia sẻ chiếc Shibura cả nhà, SD3000 ADO nha.
À, trước này thì cũng chuyến này thì chưa có sơn dặm gì hết, cũng là xe bãi luôn cả nhà. Em nó là bốn máy nha. Đó, cậu trước em nó đây nè. Ví dụ như cả nhà có lấy thì cả nhà cứ thích thì kiểm tra cái nào thì yêu cầu bên bên cái bên bãi người ta kiểm tra phốt này kia đó cho mình. À, yêu cầu thay phốt này hay dặm sơn gì đó chỗ nào thì giá cả thì cứ thỏa thuận, về bên kho sẽ làm lại hết cho cả nhà. Rồi để mình qua đây mình mở lên cái cabo lên cho cả nhà xem nha. Em này thì cái đó cái máy em nói nè cả nhà, bên đây thì cứ cùi đầy chà bá lửa luôn đó. Hàng bãi zin thì nó là vậy nè, cái tem của xe nó rõ ràng ha. Thì đa số xe em này đó là cái màu xám xám cả nhà. Cái dàn máy thì còn rất đẹp ha. À, chưa có dấu hiệu mở gì hết luôn nha. Cái nem chì ga vẫn còn nha. Đó, vẫn còn luôn. Còn nguyên zin, hai cái nó còn nguyên zin nè, chưa có mở gì hết nha, chưa có dấu hiệu mở gì hết à. Nó phần trong nè. Đó, nguyên zin em nó để nguyên xi và chưa đánh bóng. Bây giờ chiếc này thì chùi giữa ha. Giữa sơ thôi. Đó, bạn nào thích thì alo ha. Số điện thoại mình có để dưới phần mô tả. Chi tiết xe em nó thì cả nhà cứ gọi trực tiếp bên kho bãi nha cả nhà. Mỗi lần gỡ lên thì phải nó gỡ cái này ra. Đặc biệt phần trên nó thì mình cũng nói rõ cho cả nhà ha. Cái phần này thì nó chỉ râm nước sơn cả nhà. Thì hàng bãi thì chiếc đẹp chiếc không. Thì cái dàn áo thì nó có cái chiếc chóc nước sơn, cái chiếc không chóc, nhưng máy móc thì máy móc chọn máy móc rồi ok là được rồi cả nhà. Chiếc này là 2708 giờ nha. Em nói là đùi sau nè cả nhà. Đùi sau là đùi thẳng nha. Thôi, clip nó cũng hơi dài thì mình cũng chia sẻ tới đây. Thì cả nhà cái nào quan tâm hai chiếc này cả nhà. Quan tâm hai chiếc này thì cứ gọi đến trực tiếp bên kho bãi ha, để biết thêm giá cả và chi tiết xem nói nha cả nhà. Rồi, mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều.